của nó. Xong là có những đồ cúng như là đây là con ong, ong đất. Đây là thịt lợn nướng, đây là thịt gà, đây thịt vịt, đây là cá nướng, đây là thịt trâu, đây là con dế mèn. Đến dịp làm cái này là nhà nào cũng phải chuẩn vị. Chuẩn vị là có cơm cốm, gạo mới vừa mới đi lấy về trên nương, coi như là cả nhà chưa ăn được bữa nào, phải để dành làm rằm này trước thì mới được ăn. Cái này là coi như làm cái này là mình phải sắp mâm cỗ cúng này cúng lên hết cho tổ tiên, cho người cả nhà mình mới được ăn. Kể cả muộn bao nhiêu là muộn thì muộn, nếu mà mình mà không làm xong cái này thì cũng phải ăn ngày ăn muộn thôi. Coi như bây giờ là cô sắp lên hết mâm rồi, đầy đủ rồi, xong ngày mang lên trên ban kia thờ thì cả nhà mới được ăn, kể cả khách mới được ăn. Làm thấy hoa này nở là ôi dồi ơi, sắp đến Tết luôn mới rồi kia, cái hoa nở rồi. Hiện giờ mình đang có mặt ở bản Mừng Luân, Mừng Luân 1, xã Mừng Luân, huyện Điện Biên Đông các bạn ạ. Hôm nay mình xuống đây để ăn Tết khảo hó của người Lào. Và giờ thì mình sẽ trải nghiệm là gói khảo hó các bạn ạ. Hiện nay cười anh Sơn rồi đấy, lượt anh Sơn cười lại. Chào các bạn, chào các bạn đã quay trở lại với Lang Thang Điện Biên. Điện Biên là một tỉnh ở vùng Tây Bắc Việt Nam. Không chỉ có cảnh núi non hùng vĩ mà bản sắc các dân tộc ở Điện Biên cũng rất phong phú, vì nơi đây hội tụ 33 dân tộc anh em sinh sống và làm việc. Ngày hôm nay, Lang Thang Điện Biên sẽ đưa các bạn đến bản của người Lào để ăn Tết khảo hó. Nào, cùng mình lang thang nhé! Gói cái khảo hó sẽ gồm một ít cốm này các bạn này. Cốm này tiếng Thái loại tiếng Lào gọi là khảo hác. Khảo hác. Khảo hác. Khảo la. Dân tộc phong tục Lào. Mỗi một năm là làm Tết đua mới. Cứ đến rằm là làm Tết đua mới. Sắp coi như là sắp thu hoạch là bắt đầu ấy, đến lúa mới là bắt đầu làm trước, làm xong mới thu lúa. Làm xong mới thu. Đấy là coi như là mỗi một năm phải làm một lần. Thu làm đầy đủ các phong tục rồi đi thu lúa để năm sau để trồng tiếp thì cho nó được năng suất hơn để ấy. Cúng thờ các cụ. Đến dịp làm cái này là nhà nào cũng phải chuẩn vị là có cơm cốm, gạo mới vừa mới đi lấy về trên nương, coi như là cả nhà chưa ăn được bữa nào, phải để dành làm rằm này trước thì mới được ăn. Kể cả cốm phải có thịt vịt, có thịt gà, có cá sấy khô, với cả có con dế mèn đây này. Dế mèn. Đấy, đây là
nên là gói sắp xong rồi, một tí vài da mâm xong lại có nhiều hoa quả, coi như là các loại hoa quả phải đầy đủ, có đĩa đầu chân với cả nướng ít thịt bò, thịt trâu, thịt lợn, coi như là cho đầy đủ các loại, tí mới bày ra mâm. Như nhà cô thì phải làm hai mâm, cái kiểu có hai ông cụ làm hai mâm đấy, là cái đấy là phong tục tập quán của bản sắc dân tộc người Lào ở đây, là từ hồi xưa là các cụ làm như thế thì phải coi như là con cháu nối dõi là cứ phải làm cho các cụ, đến rằm tháng 7 này cứ làm, năm nào cũng không cho thiếu. Như đến cứ ngày sắp đến một tuần rồi thì cứ cùng nhau mà chuẩn bị gom hoa quả các thứ, với cả dế mèn, phải đi Lào dế mèn, xong lại đầy đủ các loại để ấy. Bây giờ cô gói xong rồi đây, bây giờ cô chuẩn bị bày ra mâm. Đấy, bày ra mâm để ấy, một tí bê lên trên đấy, trên sàn để đấy, bây giờ chúng ta dạy bày ra mâm thôi nhỉ, sắp mâm. Cái này giống như cái Tết truyền của dân tộc Hà Lào. Tết đấy, cái này là gia truyền từ ấy, của cổ truyền, các cụ về từ hồi xưa là các cụ làm rồi, mình không được bỏ, mình cũng phải làm. Ao ma bứt đi. Quả này là quả ấy. Quả mật cúc, quả ở trên rừng rồi. Vâng. Coi như là không phải là mình trồng, đến vụ này mình phải đi tìm bằng được cái quả này. Bắt buộc phải có quả này. Bắt buộc phải có. Thân cái này là đem đi bọc lúa. Đầy đủ hoa quả để mà. Đưa cho này. Bọc lúa tưởng là cái té chứ. Té mình đi. Cái này cũng được mà. Đấy, đúng không? Làm sơ sát xuấy mày. Bứt ý chàng bứt sơ hàn đúng mình xuấy. Hiện giờ gia chủ đang sắp mâm hoa quả các bạn ạ, để lát chuẩn bị cúng. Cái này là của xoài ấy, các cụ làm của xoài ép ra. Nghiền ép ra xong lại đồ lên, bây giờ thành chín rồi. Lúc ngày hôm nay phải cho có ấy. À vâng, làm trong cái mâm cũng được có. Chọn đấy, cho có vâng, một vâng. Một ít. Vâng. Gần như là mứt anh Sơn nhỉ. Đấy, ừ. Đấy dạng mứt đấy. Gọi dạng mứt khô nhé, mứt khô. Bây giờ cũng đi ra rồi. Nào. Mà đỡ bạn. Đây các bạn thì thấy mâm hoa quả sẽ gồm chuối này, bưởi này, dừa này, cái này quả này mình cũng không biết tiếng Kinh gọi gì, quả này là mã cúc, tiếng Thái gọi mã cúc, tiếng Lào cũng gọi mã cúc. người Thái với người Lào ấy nói giống nhau này. Còn bên kia là cô đang chặt mía, cái này tiếng Thái gọi là ỏi công. Mía là người Thái ỏi cung, người Lào thì gọi ỏi niêm đấy. Đây người Lào gọi ỏi niêm. Ỏi niêm đấy. Giống nhau từ ỏi. Ỏi mía. Cái này cũng là gia truyền đấy, cứ lấy. Ê, chả khác gì cái cây đúa nó ra bông ấy. Cái này mình phải lên nương tìm đấy đấy. Vâng. Mình cứ trồng. À mình trồng. Mình trồng xong lại gọi nó chủ bông ra ấy. Vâng. Bây giờ mình đi chặt thế này là mình để lại cái bông đấy. Vâng. Xong lại để khô, xong cất để sang năm lại đi trồng tiếp. Lại đi trồng. Lại đến mùa này lại phải đi thu rồi. Có. Vâng. Nhất là mâm cú này phải có cái này, mâm cú này phải không có cái mía này là không được. Mà suối nó qua, suối nó tầm khá của anh là mừng. Cái này là coi như làm cái này là mình phải sắp mâm cố cúng này, cúng lên hết cho tổ tiên, xong rồi cả nhà mình mới được ăn. Kể cả muộn bao nhiêu là muộn thì muộn, nếu mà mình mà không làm xong cái này thì cũng phải ăn ngày ăn muộn thôi. Coi như bây giờ là cô sắp lên hết mâm rồi, đầy đủ rồi, xong rồi mang lên trên ban kia thờ thì cả nhà mới được ăn, kể cả khách mới được ăn. Coi như là mà chưa xong là chưa được ăn.
Đấy, cái gì không phải là nấu chín, nấu bằng xong nồi đâu, cái gì cũng phải đồ lên. À, cái đấy, cái khẩu hó này thì không có trò chơi dân gian, xên bản, xên mương. Thì đấy, là cũng có lễ hội là cũng vui như nhau, nhưng mà không vui bằng cái ngày xên bản kia. Ngày xên bản kia là, coi như là mình thịt trâu cúng ở đấy, ở chân tháp kia rồi, thì cả hai ba bản phải đi tập trung chung vui ở một chỗ kia hết. Cái này là cũng có trò chơi cũng vui, nhưng mà mỗi một nhà làm, mỗi một nhà nào cũng làm, nó không tập trung nhau đấy. Cái đấy là cái xên bản kia là nhà nào cũng đi tập trung chụp một chỗ. Xên bản thì mình sẽ nhảy múa thì vui hơn. Tháp ốc này thử. Còn lúa mới này chỉ gọi là mời nhau chén rượu thôi. Không được chấp nhận như là thích chạy thì nhảy được. Nó không tập trung được hết, nó không vui. Không tập trung được nhiều như xên bản, xên mương kia. Cái xên bản kia là tập trung được hết. Cả ba bản trẻ già gì phải tập trung hết mà. Thế cái này là quả xoài ép đấy nước, xong lại sấy khô, đến ngày hôm nay xong đồ đen sấy khô, xong lại cho vào, cho coi như là cho đầy đủ các hoa quả ấy. Giới thiệu các bạn, đây là hoa bằng lăng rừng, tiếng Lào gọi là đóc lạ đấy. Hơi khó đọc các bạn. Hoa này là báo hiệu mùa lúa mới, là đi vào rừng để hoa này là báo hiệu khi nào mùa lúa mới đã đến rồi. Đi làm thấy hoa này nở là ôi rồi ơi, sắp đến Tết lúa mới rồi kia, cái hoa nở rồi. Thì thấy hoa này là sắp được ăn Tết khẩu hó. Cành đào nở. Mâm cỗ để cúng do tổ tiên các bạn. Cái này là đã hoàn thiện rồi. Các bạn thấy đầy đủ, có cả thịt thà này, hoa quả này, lại đây gói khẩu hó này các bạn này, sẽ gồm một ít xôi này, một ít thịt gà, thịt vịt, dế mèn, cá suối, à đúng rồi, kiểu cá suối, cá lấy chén. Rượu thì vẫn cho vào chén rồi, nhưng mà cái này là để đậy chai đúng không cô? Đậy chai, xong rồi tưởng chừng là các cụ thời xưa là không có cái que lánh răng ấy, bật chả lánh răng ấy. Vâng. Mình phải làm như cái này để các cụ ăn cơm xong uống, xong rồi lấy cái này xẻ ra lánh răng để làm đấy. Không, cái này không phải chén anh ấy, mà là để đậy lên chai, để thay cho nắp chai đấy, đúng rồi, thay cái nắp chai, nhưng mà cho cái này các cụ ăn, cho các cụ xỉa răng đấy, kèm luôn anh ấy, cái để xỉa răng đúng không ạ? Vâng, là một mâm khẩu hó hoàn thiện đây các bạn ạ. Sẽ có những gói khẩu hó. Gói khẩu hó này sẽ gồm một ít cốm này, một ít thịt gà, một ít thịt vịt, dế mèn này, một ít cá sấy. Với lại đây, mâm này có cái hoa bằng lăng rừng này các bạn này. Tiếng Lào gọi là đóc lạ. Đó. Rồi, giờ sẽ bê mâm này, mâm khẩu hó này lên cúng. Để thêm một ít măng, lại một ít chám đen nữa các bạn nhé. Cẩn thận này.
Măng cả bản gì? Măng. Xếp ăn vào trong mâm ấy. Sao xếp ra rìa thế này làm sao mâm? กินท่านเออพ่อแม่ด่าเรื่องคำเออกับชื่อลูกชื่อเต้าชื่อหนองชื่อลูกกับเป็นพ่อเป็นแม่เขาเออกับไหนหมามาทำเออเอาเชียวกับไอ้ไอ้เออไอ้น้องเออเออถ้าคนรู้นั้นเออชื่อลูกชื่อเต้าเราก็มาหนองนุ่งเป็นพ่อเป็นแม่เขาเลยหมามาทำเออพ่อแม่ด่าเขาจงป้าหัวไอ้น้องเย็ดบําครูบ้างยินเออเนื้อไก่ชั่มมาเกยเนื้อไก่ชั่มมาจับมาจับมาเว้ยเนื้อเอาเชียวเนื้อเอาไอ้เนื้อเนื้อเย็ดว่าหูว่าคูว่าหินเฮ้ยไก่ชั่มมาเกยเนื้อไก่ชั่มชั่มมาจับมาจับมาเว้ยมาคุ้มมาของของกินของหอมให้กินตามแล้วของไม่หนักข้าวจอมปลาหม้อให้ตัวดีชั่มมาคูจะหูชั่มมือยังคนเนื้อเย็ดว่ามันว่าคูว่าหินเฮ้ยชิมของชิมเต้าตาหนองนุ่งกับเป็นว่าแม่เขาเป็นดูเป็นตากับมาอ้ามาทำเฮ้ยเออพอแม่หนักข้าวจอมปลาหม้อก็ไอ้พีเป็นขอเป็นต้นเป็นหนักเป็นคำมาจับมาเว้ยเราเย็ดเราเราคูว่ามีนมาจับมาเฮ็ดเจอริชมาคูจะหูจะมือจะพ้นเราว่ามันเป็นเนื้อนะเนื้อตาวายเนื้อเราอยากว่าหูหูกันก็มากันกินเรียกว่าทำคำมาชู้เราต้องหน้าจับตัวเมาทีนี้กินเที่ยวกุ้งก็มาจากข้าวปลาดูน่าสั่นนั่นน่าส่งของเดือดข้าวปลาข้าวปลาเป็นข้าวเสียงจะอันเฮ็ดเจอริชมาคูจะหูจะมือพ้นเราเคยเดือดข้าวปลาข้าวปลาเป็นเขาเดินเชียงเห็นทุกคนนำมือให้ทุกซื้อก็ชื่อลงชื่อเต้าก็เขาว่าหนองนุ่งแต่มาอ้ามาทำมือพ่อแม่ชู้กับว่าไอทีมาจับมาด้วยว่ามันกินเลือดนะเอาเชียวเชียวเลือดกับว่าไอเลือดชู้ว่ามันกินเลือดไอ้ที่เราสั่งเลยหิ้นเจอมันได้ของประเดิมบ้านมึงล้วนมึงล้วนหมดสามมึงล้วนที่เด็ดเบี้ยดงcác bạn ạ hôm nay mình xuống đây để ăn tết khảo hó của người Lào.Và giờ thì mình sẽ trải nghiệm là gói khảo hó các bạn ạ. Gói khảo hó của người Lào. Nghe các chị bảo là khảo hó sẽ gồm một ít xôi trắng này, một ít cốm này, một ít thịt gà, một ít thịt ngan, một ít nhộng ong, một con dế mèn, một con dế mèn, thịt trâu sấy, một ít thịt trâu sấy. Rồi, giờ mình sẽ tiến hành các bạn nhé.Hiện nay cười anh Sơn rồi đấy lượt anh rồi đấy lượt anh Sơn cười lại. Cái lá dong các bạn nhé, cái này là lá dong này, cái này là chúng ta dùng để gói cái một phần cơm mới ấy. Khi gói thì ta phải gói cái mặt sau các bạn nhé, quay cái mặt sau này lên trên này. Quay làm đi, trải nghiệm đi. Một ít xôi trắng này các bạn này. Có khách à? Không, cho quân đội biệt xe xem nóMột ít xôi trắng, một ít cốm này. Bên nhà chú Khánh ấy, cũng là Khánh. Bên nhà cũng là Khánh. Có đây đây chị ạ? Xin biệt thư. Hết nói luôn tí. Một ít thịt trâu. Một ít nhộng ong này. Em làm sao lấy đủ 7 nhá. Nhộng ong. Xí đôi. Nhộng ong.Đấy, nãy cười anh Sơn giờ chả biết làm. Để lên đây Khánh ơi, để lên đây ạ. Để lên sàn dễ hơn. Làm sao rồi, một của 7 à, đây còn dế men nữa. 7 nhé. Dế men. Đây là gói ạ. Đây cái này là cái tội không làm. Đây đẹp này đúng không? 1, 2, 3, 4, 5. Gấp cả 2. Gấp 2 mét này xuống đúng không em? Vâng. Rồi, gấp 2 mét này xuống này. Ờ. Rồi, gấp này đúng chưa em? Đi ví ở trong cốp ấy. Kim. Mình đi dạy học sinh, bây giờ học sinh dạy này mình nhá. Mình phải đi học lại mà. Chưa, mình toàn đi ăn đi. Chưa trải nghiệm lần nào nữa. Đấy. Giờ là cùng xuống cái... À. Rồi nha, đúng rồi, em cười anh nhé. cười người phút trước, phút sau người cười. Đấy. Đây chị. Ôi chưa được rồi, mình chưa làm chưa thành công à? Sao cái thứ hai thì mình chưa thành công nhỉ? Đâu? Cái thứ nhất không thành công. Cái thứ hai vẫn chưa thành công, có khi là phải đàn. Ừ, cũng thất bại. Cái này mình chưa đàn ra nó mỏng ra đúng không? Ui, rồi, sao? Không sao, chuyện nhỏ. Đây. Rồi.
cầu kỳ lắm như này đúng không? Trò còn lóng ngóng hơn nhỉ. Run quá, run thầy nó phải run. Run quá. Đấy, mình xiên vào. Xong bây giờ mình xiên đúng không? Ừ. Ôi giời. Xiên như nào em? Xiên từ đây thẳng xuống. Chỉ thẳng này thôi à? Vâng. À, tức là ghim, nó ghim cái lá này đúng không? Xong rồi thầy ngược cái này lên. Ngược cái này lên. Vâng. Xiên bên này. Cái này là con à, như thế này. Rồi. Xiên thẳng xuống. Khó phép. Khó mà. Này, anh được. Cái này đòi hỏi kỹ thuật này em. À. Đấy. Gập chỗ này. Xiên xuống này. Xong rồi bẻ sang đây này. À rồi. Bẻ sang đây rồi xiên thẳng sang bên này. Đấy. Thay như này này, mình giữ này này. Cái kiểu này thì hơn này. Nhưng mà mình bị xiên bị lệch mất rồi. Không sao đâu thầy. Hả? Lệch cũng không sao. Phải chỉnh lại cho nó. Đấy. Sau này bẻ cái này cho nó bằng ra đúng không em? Đây là phải làm bao nhiêu cái? Tùy, cứ làm hết thôi. Tùy thôi ạ. Tác phẩm thứ hai. Tác phẩm thứ hai. Nhiều trường thành công lắm. Cút lắp và hộp xịt vai lôi rồi. Hộp xịt cái này gập vào này. Gập. Thành công chưa? Đủ rồi đấy. Tiếp tục đi. Cái thứ hai, cái thứ hoặc cái thứ ba. Bao giờ đẹp thì thôi. Trong này là mùa nào cũng sắt la rong. Tác phẩm đầu tiên các bạn ạ. Nhưng mà riêng cái bức gặp là chị ấy gặp hộ mình. Giờ hai anh em mình sẽ tiếp tục trải nghiệm một vài cái nữa nhé. Rồi, phải thêm một gói nữa. Đấy, thêm gói nữa. Một ít cơm trắng này, một ít cốm này. Sau đó là các món ăn. Rồi, thịt trâu này. Dế men. Nhộng ong. Nhộng ong. Bảy loại thức ăn. Sao cái bánh kia còn sao lại lại bự thế kia? Hả? Cái này, nhiều thì nó bự. Cái này dành cho người béo ấy bạn. Táo xới đéo còn này. Thấy Mimi đấy có hết rồi đấy, chị làm hết rồi. Bây giờ là bày mâm đúng không? Vâng. Bày mâm đúng không? Bày mâm đúng không? Rồi. Trời ơi. Ừ. Rồi. Đó nhá. Bọn mình hai anh em mình sẽ làm nhanh để còn bày mâm nhá. Làm nhanh để bày mâm nào. Rồi. Tiếp tục. Rồi. Khó rồi. Đây đây về ông. Thế á? Không ngắm khâu là nay kia mọi người nhóc khá cái mặt đen. Có vẻ như là cái lá to dễ làm hơn sao? Lá to dễ làm. Nhộng đúng không? Ừ, lá to dễ làm hơn. Xiên. Chắc hôm nay thì ông cụ chờ bạc cho là ngon lắm đấy. Vâng. Hôm nay là có người. Chắc làm cho mà. Hôm nay các bạn là có năm nay là có người làm cho mình. Vâng, có người làm cho mình rồi. Đặc biệt đấy. Đây nha các bạn ơi, đây là cái thứ ba của mình này, anh em. Mình gói vẫn chưa đẹp. Đấy, mình xiên được một cái rồi. Thực ra là mình xem nhiều rồi ấy. Nhưng mà mình chỉ đứng để xem thôi, nhưng là mình thấy nó dễ. Đúng rồi, anh nhận này. Bắt tay vào làm công nhận là thấy... Nãy lúc em cười anh em cũng thấy dễ. Thì thế. Mình nhìn thấy là đơn giản thôi nhưng mà nhìn ở ngoài đơn giản thôi, nghĩ dễ làm mình làm được. Nhưng mà bắt tay vào làm công nhận thấy khó. Đây các bạn này, đây cái thứ ba của mình như các bạn này. Nói chung là đã đẹp hơn hai cái trước. Chắc là cũng khá hơn rồi. Cái này thì chắc phải rèn luyện thêm một thời gian nữa thì sẽ đẹp hơn. Cái đây là tác phẩm của Thành nhá. Mấy mùa. Ôi giời. Hoa quả này là phải gọt hết đầu hết tít đi. Gọt hết phần đầu. Gọt hết cái gì? Dừa. Dừa. Bưởi. Có bưởi. Đủ. Mà dừa này có phải bổ ra không? Không bổ đâu. À, để nguyên à?
tùy từng gia đình, tùy từng gia đình. Không được đẹp. Bỏ đi nó không có cho cháu. Cắm một phát. Đấy, thì em bảo không được đẹp. Đấy. Trải nghiệm rất là thú vị. Rồi các bạn, cái này mình gặp lại nó chả ra hình gì các bạn ạ. Nãy chị ấy gặp cho mình rất là đẹp. Anh được 3 cái rồi, Thành mới làm thêm cái. Thôi cái anh ạ. Thôi. Thôi không, không các, không các cụ lại bảo. Này là mâm để cúng khẩu hó, các bạn sẽ gồm khẩu hó này, khẩu hó là chủ đạo rồi. Những gói khẩu hó là mà nãy mình với anh Sơn thử gói. Đây hoa quả thì đủ loại. Có cả mía này. Mía này, bánh kẹo này, với lại thêm cả nước ngọt nữa các bạn. Và giữa là đĩa thịt. Thịt thì cũng có nhiều loại các bạn ạ, có vịt này, có thịt lợn này, thứ này. Và những món thịt này sẽ được đổ lên. Thu, bu hoa lục tô. Bây giờ là không có mẹ. Nó có ơ cho nhau có con nó lâu. Ờ hết kinh năm đi làm ban mương của mình bóng nó này khen này hài ổ em ơi. Trên nó có nó thịt bình ý mơ. Khó phá dịp xong đường. Ờ lúc tao nó có chấm ma ha đây. Ờ chỗ khó xa khó hó ế. Trên nó có ơ xong lúc xong tao được chấm ma khí không hóm. Ờ mà kinh thân nữa là nó không có mẹ. Trên nó mới có ơ mà không tâm đi. Lúc tao chấm ma ha đây. Ờ khó kinh không hóm. Ờ xin chàng pa khô ờ nằm bán tan xếp ờ khó bánh khó tôn mà kinh than hứa lặn khám phố mê ờ hứa hòn hứa thứng nơi tự nằm vào đây tục phai giá may xong mà nó có ờ ô nắp đi mưa đâu cũng có mà đủ ô tàu ờ ngoa khoa bay khâu mà la khá khí khen cho khát khăn na khá cho khát thang máy ờ dù hứa tuốp tê hứa toàn khen dù hứa tuốp thên hàng hôi ờ ngoài ra có khi được xuất ra khuôn cả hư hao mình hắn rồi im đâu ờ lục tàu nó có hết kinh năm lần ban mương mà thịt pin thì nó sang sang tàu nó có bên chém má lên nằm đó khó tiếp ờ nằm ban tan xếp chỉnh ra pa không ờ mua má biệt cây được cả ờ xuống nhau xuống bậc cao nếu xong nó không bỏ mẹ ờ nòng nó ăn é cả mà mang kinh năm mọi em nó ăn nước cũng có mà lục âu ai ờ nòng nông đồ lá nương rau, xin nó cả ơ, cái khâu bên hoàng na hiện nào bên hoàng quân, khả lại khả hư lại ngày, ơ, giờ hư chỗ ăn phan ăn hái, bác con mở phu nhớ phăng, họ phong đó phu nhớ nghiên cứu, ơ, sát sinh tô ta được cử mình hao mình hắn, ôi em ơi sa thu sa thu sa thu sa thu. Ờ xong xong tao nó hết cái năm bản văn mương nó cứ bác làm có khết bác không nói áo khoam nó áo thói ờ khoam bác bên ngu bọc không khoam bỏ bên ngu xa bác họ dăm không khuyến áo yếm ở xa thu xa thu xa thu ờ mà mama kì đưa kì xưa chém mà là hà lấy ờ có bì mì khâu lúc tao chẳng chém mà hà lấy ờ linh ta là không bỏ mê lấy tổng làm giả hư lấy tổng phai chứ hơn may ờ thương nó yếm nâu xa thu xa thu xa thu mà mama kì nơ yếm nâu là tiếp tục là chúc khỏe nhá. Chúc khỏe ông nhá. Mày em nhá. Khả năng. Đây các bạn ạ, hôm nay mình với anh Sơn với lại Chỉnh đi
Và đây ăn khổ khó của dân tộc Lào. Hôm nay được dùng bữa. Đây. Để giới thiệu các bạn món ngày hôm nay. Đây là cái món lạp sống này các bạn này. Lạp trâu đúng không anh? Lạp trâu ấy. Cái này là món dế mèn này các bạn này, đặc sản Điện Biên. Dế mèn. Đây thịt trâu đây. Có cả ong nữa sao nhỉ? Đúng không? Đúng rồi. Có cả ong. Nhộng. Có cả ong mà. À nhộng. Có cả con ong mà. À nhộng ong này. Đấy nhộng ong này. Ở đây là dế. 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 Ong đây, ong đây, ong đây. À cái con này là dế chuỗi. Dế chuỗi. À con này con ve sầu. Có phải. Dế chuỗi này, chuỗi này, ve sầu này. À con ve sầu ở đây, ve sầu đây, ve sầu đang này đúng không? Ve sầu. Con là con cà cào nữa. Cà cào đấy. Đây, có một ít măng này. Thịt gà này. Dế này ngon. Gà, thịt vịt.